Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 2.000 đồng token Litecoin in gold. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1.000 tỷ nhé, đã có 3.919 tập bản hóa đơn, đã phát sinh 8.927 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop chính thức nhé. Nếu chưa có website thì mình để phía dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước một, các bạn sẽ chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút lấy lát của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ các cần làm vào ví giúp mình. Ký hiệu V, Li, Tơ, số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm tập phân. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập phân vào ví, các bạn quay trở lại website của Đam Đó với nét nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào link viết gọn đây chụp để nhận được cần. Rồi, nó hiện lên cái bảng để close ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi, sau khi đã kết nối được cái ví của các bạn nhấp vào đây, nó sẽ được cái ví đây. Chương trình AirDrop cũng sẽ kết thúc vào 10-13 giờ nữa. Rồi, các bạn nhấp vào xem cầu vào các bạn cần làm nhé. Các bạn nhấp vào đây, ví của AirDrop. Ví ra là 0.000, sau 05 đây là cái nhấp chuyển đặt. Xác nhận được rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Đam Đó nhé để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng thức cùng với các chương trình ngoại và đèn sống xe. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trong đời nhé. Ngoài ra, trên đây còn nhiều bởi vì tài sản cho các sản khác, bạn có thể đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để phải làm nhận được 2.000 đồng token Litecoin Gold. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất nha. Video trên được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.